Đúng rồi. thì uh, nếu như để mà sau này bạn có cái ý định mà quảng cáo tiếp thị liên kết hay bán hàng hay là một giống xinh xinh kiểu dễ thương như bạn này ấy, thì cái này thì làm rất dễ ấy. hiểu vấn đề không à. đó nó sẽ có cái giao diện như thế này còn tiếp theo là cái giao diện bên đây thì đấy tùy từng vào cái loại chuyện của bạn thì cái vấn đề đặt ra rằng là uh, cái của bạn ấy thì bạn phải uh, học tập một chút liên quan về cái design này đúng không à. Cái này nó có một cái mà nếu như mà uh, xây dựng cái trang truyện này mà muốn để kiếm ra tiền ấy thì không phải lấy cái ảnh của người ta áp lên lấy là của mình đâu. Ủa, Ờ là mình tạo trang bìa đúng không bạn? Đúng rồi, tạo tạo trang bìa, tạo trang bìa dễ mà, có gì khó đâu. Mình ví dụ hả? À. Ờ, là ví dụ như mình xong. ví dụ cho bạn này, để mình chỉ điểm cho bạn, nó trên online nó có một số các cái phần mềm mà biến từ hình ảnh mà thực tế trở thành hình ảnh chibi ấy, ok. Đấy thì ví dụ như đây, ví dụ như đây một cái đôi này người ta đang ôm nhau thế này đi, ví dụ như vậy. Thì cũng tương tự như vậy kiếm một cái anh bạn nào đó với lại một cô bạn nào đó trên online cũng xinh xinh kiểu tương tự, tự vậy cho vào vào cái AITB -E nó in ra đúng cảnh như vậy. Hiểu không? Đấy, đấy là một cái góp ý và đấy cũng là cái cách mà nhiều bạn đang làm dây dựng content trên trên YouTube đó. Các bạn ấy xin được cái cốt truyện sau này các bạn ấy đi Uh, về uh, thuê một cái bạn liên quan về design các bạn ấy thiết kế cái ảnh đó và rồi ghép ghép vào thành các câu chuyện mà các bạn xem thì online đấy yeah. Chứ có ảnh người ta vẽ đâu Hiểu tư duy không À okay. Đấy Chứ không phải là lấy cái này nếu như mà lấy cái này vào Mà Google nó quét ra là chết luôn Là web cũng chả kiếm được tiền mà cũng không có mục đích về thương mại nhiều đâu Và top nó cũng không có À yeah. Đấy cái lưu ý như vậy cho các bạn Được chưa yeah còn tất nhiên cái trang này nó là một cái trang điểm rồi nhìn nó phèn phèn như thế này thôi nhưng mà một tháng người ta kiếm phèn nhất phải mười mấy ngàn đô ấy thì đó nó rất là này. cao đây ví dụ như là những cái này là đây là đây đây là những cái quảng cáo này quảng cáo này là đây là trên cái trang này hiện tại bây giờ là ví dụ người ta còn thuê job nữa đúng không ừ. người ta thuê đặt ừ. quảng cáo đấy nhưng mà muốn đặt cái thứ đó như duy vừa nói đó cái quan trọng nhất là nó là cái này còn cái vấn đề mà câu chuyện đôi khi bạn convert lại ở những cái nền tảng khác hay bạn như thế nào đó thì bạn phải có chiến lược ha Tất nhiên ừ. trong cái thị trường này nó cũng đánh nhau tué noe là đấy, lưu ý Còn tất nhiên cái cài này thì bên mình sẽ có cho bạn rồi, đúng không? Ừ. Sẽ có cho bạn rồi nhưng bạn phải lựa chọn Đây còn những cái, những cái quảng cáo này, quảng cáo này thì không phải là Google nó kết hợp một bên khác Bởi vì như đa phần những cái chuyện này nó giống như cái bạn này bạn ấy đang cái viết này này Đấy nội dung này này Chủ nhà không biết tiếng Trung kiểu dạng như thế Hoặc là các bạn ấy đang làm với mục đích là phi lợi nhuận Ok Bởi vì trên nền tảng chuyện này nếu như mà chúng ta có ngách đi tốt thì cũng có nhiều các bạn là gì là các bạn ấy còn donate tài trợ nữa nó cũng khá là kha nhiều đó không ít đâu ừ. còn như cái kết cấu của cái trang này tất nhiên nó cũng có cái danh mục bạn muốn ra ra được những cái mục như thế này vẫn ok tức là cái yếu tố sau này khi bên duy làm web cho bạn xong thì bạn sẽ phải quản trị những cái vấn đề này hiểu vấn đề không Rồi. phải bạn phải có biết cách là tùy biến và thay đổi đấy nó có tức là khi người ta nhấp chuột đây chẳng hạn đó thì nó sẽ ra các cái mẫu chuyện để người ta đọc ok đấy rồi nó rồi nó sẽ có các cái các cái rõ nét ok chưa đó rồi cái này thì tức là mình mô tả cụ thể như vậy để cho bạn hiểu trước đã đúng không ừ, đúng rồi ok à, à mình cũng muốn nói là cái 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 kiểu mình cũng muốn làm cho mình mượn con chuột cái là ừ. Ừ. À, cái chỗ này nè bạn thì là cũng danh sách chương rồi chương tiếp vậy đó, cũng cái kết cấu giống vậy rồi, à, rồi lúc mà khách ta kéo tới cuối cùng đó, thì ở đây nó sẽ có cái um, giống như cái thanh để trở về đầu trang à rồi. có tức là gì khi người ta kéo tới cuối cùng này này là trên trên giao diện điện thoại hay mobi ấy, như cái của bạn này là các bạn ấy không cho kéo à. tại sao bởi vì cái bọn quảng cáo này nó, cũng như youtube cũng như vậy quảng cáo này nó phải giữ lại thời gian là nhiều nhất có thể thì quảng cáo mới nhiều tiền À. hiểu tư duy không thì nó không cho kéo còn đây này đây là nó có cái này nó nhấn ở đây phát là nó bách lên trên đầu ấy đúng không à. chắc chắn là nó sẽ có cái đấy nhưng mà đây là khi những trang quảng cáo này nó đã có fan rồi thì người ta sẽ tắt cái đấy đi à. đấy lưu ý bạn như vậy bởi vì là nó phải giữ ở cái trang này là coi như người ta đang đọc các thông tin đấy đi giữ được cái điều này là bao nhiêu phút thì quảng cáo hiển thị trên đây nó sẽ được bấy nhiêu tiền à. hiểu tư duy không à, cho nên rồi. tại sao có nhiều người nói là à À, tại sao tôi làm video ngắn à, nhiều người sẽ phản bác là video ngắn video dài rồi là quảng cáo kiếm tiền ra sao mà cái yếu tố liên quan về nó xem quảng cáo đấy bao nhiêu phút ấy nó lại là một cái câu chuyện khác ừ. cộng thêm là ví dụ như từ cái website này là bạn vô tình là gì bạn nhấp vào cái chuột này đấy thì quảng cáo lại tính tiền lại theo một dạng khác nữa hiểu vấn đề không hiểu đấy hiểu. thì cái mục tiêu của bọn này là gì là trước đó cũng có cái bách lên như thế nhưng bây giờ là nó sẽ tắt đi để cho người ta giữ chân hết ông mà muốn xem nữa là ông phải chịu khó kéo kéo lên tí OK. À, Đó. Còn cái chỗ này là. Uh, Chính xác nó sẽ tính tiền thêm mà, bởi vì cái đấy là nó à. nó giống như trên YouTube mà chúng ta có thời gian xem trung bình ấy. À. Đấy thì cái website cũng vậy, ví dụ như cái cái của bạn đang xem cái này, xong bạn next like sang một cái nữa thì thời gian xem của mình của bạn có thể đến vài tiếng đồng hồ. À, Hiểu tư duy đúng. không? Đấy. À. Bởi cho nên là những cái bọn này là gì? Là trên này nó không những cái chuyện vấn đề của chuyện này ấy, thường nó không bị thoát trang. Là đa phần là ai mà muốn xem nữa là tự nhiên là ông nhấn vào cái chương tiếp này thôi. OK. OK à? đó nên tức là khi bạn có một cái trang chuyện mà tốt ý, thì tự động là gì sẽ có cái người người ta tiếp cận với bạn nó cũng như trên youtube ý, chúng ta có cái thương hiệu sẽ có người mời chúng ta và đặt quảng cáo ấy à. đấy thì cái bọn đấy nó sẽ chủ động ok à, đấy đấy là chia sẻ bạn để bạn mở ra chứ còn nhiều người hiểu nhầm là à cái quảng cáo là của google không phải à, mình cũng nghĩ nó của shopee riêng tại shopee có không gì? phải shopee riêng mà nó nó của một network nó giống như là chúng ta đi kiếm tiền một cái nền tảng nào đó gọi là trung gian ấy hiểu tư duy không đó đấy phải lưu ý như thế cho nên là trên online có nhiều bạn bạn ấy giải thích bạn ấy chia sẻ nhưng bạn ấy nói nó không hết ý bạn ấy không hiểu là cái quảng cáo đến từ đâu ok nhá à. hiểu ý mình chứ rồi tiếp theo nữa là giày nó ở đây ví dụ như của nó là trang trước trang tiếp cái này bên mình vẫn làm được cho bạn nhưng mà cách mà tốt nhất để khi mà cái nội dung mà nó hiệu quả ví dụ như là các cái chương thường là bởi vì đây nó là một cái câu chuyện này mà và ừ. nó có các cái chương ví dụ người ta đọc chương một rồi thì đây là nó sẽ có chương hai chương ba nó sẽ liệt kê ra nó giống như cái bạn nhỏ nhỏ bên này này à, à. đấy thì nó sẽ ok hơn alo À, sorry bạn à, bạn, nói tí, bạn ok đấy thì là gì đấy nó sẽ nó sẽ có cái là next cho trang trước trang sau như bạn này và bên dưới này nó cũng sẽ có cái là à, người ta muốn kéo xuống đây người ta biết là à, tôi muốn xem cái chương này kích kích ở đây ngay hiểu không à. còn cái thằng à. bên này là gì thằng bên này thì do là nó đã có cái fan rồi cho nên nó xích lại nó không cho người ta biết là ví dụ như người ta đã đọc cả trang 2, trang 3 rồi bây giờ người ta muốn xem các cái tập kia thì thì lại không có à. đúng không ừ. đấy thì bên mình sẽ thay thế không chỉ bằng cái này mà còn thêm cho bạn là ví dụ như gọi là cái bài viết niên quan ấy ok chưa ừ. đấy bởi vì cái mục tiêu bọn này như mình vừa nói ấy, là nó muốn là gì bạn đã mê nó rồi là bạn cứ đọc có thể đọc từ sáng đến tối hiểu ý mình không Đấy cứ cứ nhanh 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 đi. Và lúc nào cũng giữ lại một cái người như vậy. Còn chúng ta là cái phương án khác là gì? Là chúng ta vẫn giữ lại của nó nhưng chúng ta sẽ có cái là cái bài nào trước, bài nào sau. Đúng không? Đây này. Nó sẽ đề xuất ra cái chương nào trước, chương nào sau để cho người ta dễ đọc. Hiểu không mình không? Đấy thêm cái đấy nữa bởi vì đây là nền tảng Google đúng không ạ? Ừ. Rồi, đấy là cái vấn đề triển khai cho bạn. Còn cái giao diện hay là cái cách mà bố trí như bạn nói thì là ok rồi. Tiếp theo nữa nó có một cái là cái chuyện của bạn thì bây giờ nó mới là cái vấn đề tại sao mình lại phải ultra view và mình chỉ điểm cho bạn đây ừ, sao vậy? Ờ, tức là cái nội dung của bạn thì bạn muốn nó kiểu dạng như là song ngữ đúng không hoặc là nhiều ngôn ngữ hơn chính xác ừ. chưa thì với này cái ngôn ngữ đó ấy, thì bạn phải xác định là à cái hot tinh bạn sẽ mua ở đâu nếu như mà bạn thêm ngôn ngữ tiếng anh hay tiếng trung hay các thứ nữa đấy thì cái hot tinh của bạn phải đặt ở một vị trí khác cái nó hướng đi của bọn này này là nó đăng nó, tức là nó đăng ký thương hiệu đăng ký các thứ của nó là tất cả ở Việt Nam hotting của nó cũng ở Việt Nam hiểu vấn đề không? Hiểu, hiểu. Tức là ý mình đang nói rằng nếu như bạn hướng tới duy nhất thị trường Việt Nam thì bạn sẽ phải lựa chọn một cái hotting của Việt Nam ok yeah? Rồi do nên đấy là chính là cái yếu tố là gì đáng nhẽ ra nếu như làm thiết kế web như các bên khác ấy là bạn sẽ lựa chọn làm hotting bên họ ví dụ như bạn làm web bên mình là bạn sẽ dùng hotting bên mình đúng không? Đấy đa phần là như thế Nhưng mà gì bên mình không làm kiểu là amateur như vậy Mà là bên mình trì điểm cho các bạn mua Sau này các bạn duy trì chi phí nó nhỏ à. Hiểu tư duy không Rồi. Tức giống như là đáng nhẽ ra Bây giờ bạn tạo ra một cái web tên là uh, full vn com đi Thì cái web đó nếu như tính ra Nó là quyền sở hữu của mình Nó chỉ có cái là giữa chúng ta có một cái sự Vấn đề của uh, ký kết của thương hiệu Để là à tôi làm hộ bà thôi Hiểu tư duy không ạ Hiểu, hiểu. Đấy nhưng cái đấy là gì? Đây là trên thị trường đa phần như vậy, đôi khi có những cái mà người ta khép nuột nó cơ nó rất là tốt rồi nhưng mà cuối cùng là tức là ngày trên online nó có một cái điều dở hơi ấy, lúc chưa ra tiền thì rất là bình thường, lúc ra tiền rồi thì nó mới là bất thường đúng không? À, đúng thì đúng bên thì mình cái là gì? làm là gì? Là nếu như mua những cái thứ này cho các bạn thì là gì, mình chỉ điểm cho bạn mua, là bạn làm chủ hết. Nó giống như là bạn làm chủ xong bạn đi thuê những người kia chỉ đi làm công cho bạn thôi. Hiểu tư duy không ạ? Còn các bên khác thì nào người ta làm ngược lại, người ta sẽ nắm đằng chui tức là hàng năm bạn phải trả tiền cho họ mắc nỗi này nỗi kia bắt đầu đấy cứ kéo tiền vào. Đấy bạn thấy sự khác biệt không ạ? Đấy cái ý mình đang muốn giải thích như vậy. Thế thì từ cái ý đó thì phải phân tích cho bạn là lựa chọn cái hot của nước ngoài hay của Việt Nam. Nếu như mà theo như cái tiêu chuẩn của bạn ạ, à, bạn ơi cho mình thêm đa ngôn ngữ là ngôn ngữ này ngôn ngữ này thì chắc chắn phải phải chọn hot nước ngoài rồi. Đúng không? Mình cũng muốn hỏi bạn là cái hot này nó tốt không? Tại vì thấy nhiều người trên mạng khen á À tốt mà, cái này mình cũng đang dùng mà Tức là tất cả mọi nền tảng tinh hiện tại bây giờ Mình dùng gần như là full hết Đó, tức là khách hàng cần hot nào thì bên mình sẽ chỉ hot đó Còn nếu như cái của bạn nó là để ngon bổ rẻ Thì chắc chắn cái hot cao hot hot này nó là một sự ưu tiên lựa chọn rồi ừ. Ok chưa? Rồi. Mà muốn có hot cao hot này thì bạn đã có thẻ visa chưa? À mình có thẻ visa rồi. Có à, à à đúng rồi, mình nhớ là bạn có tài khoản uh, PayPal rồi đúng không? Ok.